sáng ngày 28 tháng 9 năm 2019, nhằm ngày 30 tháng 8 năm kỷ hợi, tại chùa Cà Nhung ở ấp Hòa Tạo, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, đã long trọng tổ chức lễ Sendonta theo truyền thống người dân tộc Khmer, hay còn gọi là ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu. Trước khi vào lễ, chư tăng chùa Cà Nhung đã đi bát khuất thực quanh vòng ngôi sala chánh điện. Sau đó là nghi thức cúng dường tứ sự dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Tông, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, cùng chư tôn đức tăng và cùng hơn 100 Phật tử đồng về tham dự. Tiếp đó, đại diện Phật tử đã dâng lời tắc bạch cúng dường tứ sự lên chư tăng nhân lễ Sendonta. Tại buổi lễ, Hòa thượng Danh Đổng đã ban lời đạo từ và nêu lên ý nghĩa của ngày Sendonta cho các Phật tử đến tham dự. Theo phong tục của đồng bào Khmer hàng năm, cứ vào ngày 30 tháng 8 âm lịch, bà con lại nô nước tổ chức lễ Sendonta hay gọi là lễ cúng ông bà nhằm tưởng nhớ đến công ơn và cầu phước cho hương linh cửu huyền thất tổ của các bậc sinh thành, những người trong thân tộc quá cố và trí ân tổ tiên đã khai phá đất đai, phù hộ cho cuộc sống người Khmer được bình an, thịnh vượng. Lễ hội Sandolta còn thể hiện nét đẹp truyền thống của đời sống văn hóa tinh thần gắn với các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trong ngôi chùa Khmer Nam Bộ. Theo lời Phật dạy về công hạnh báo hiếu cho ông bà cha mẹ, hàng thiện nam tín nữ gần xa đã về chùa tìm tất sắm sanh lễ vật để đặt bát cúng dường chư tôn đức tăng trong ngày vu lan báo hiếu với công đức thiện lành có được từ việc cúng dường nguyện cầu hồi hướng cho cha mẹ hiền tiền được phước thọ tăng long cứu huyền thất tổ được siêu sinh cõi tịnh nhân dịp này đạo tràng phật tử tịnh xá ngọc sơn hai đã trao hơn 160 phần quà cho bà con dân tộc khmer có hoàn cảnh khó khăn được biết mỗi phần quà trên 300.000 đồng gồm có một thùng mì 10 kg gạo hai chai nước tương và một kg đường Tổng giá trị phát quà kỳ này là trên 48 triệu đồng. Trước sự quan tâm của Giáo hội Kiên Giang đã giúp đỡ những món quà như một lời động viên đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Mọi người hãy sống tốt đời đẹp đạo, từ bi trí tuệ theo lời Phật dạy. Trước sự quan tâm của Giáo hội Kiên Giang đã giúp đỡ những món quà như một lời động viên đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Mọi người hãy sống tốt đời đẹp đạo, từ bi trí tuệ theo lời Phật dạy.